Chào mừng anh em đến với kênh Việt Đen Gaming nha. Ôi, lỗi đầu tiên là lỗi kim cương nha anh em. Và mình thấy ngay cái quỷ phòng hộ. Và mình đang có là 3 hết steel nên mình chọn luôn. Đó, đầu game này chắc mình sẽ bán máu đi. Bán máu cho quỷ dữ xíu đi anh em ơi. Để mà mình tích cái lợi tức lên luôn ha. Mình quýnh chuỗi thua đi. Để cho mình nhanh lên 100 vàng. Sau đó là mình sẽ lấy cái lợi tức 10 đó rồi mình sẽ up cấp mà mình combat game sau nha anh em. Chấp nhận thương đau một xíu thì... nó có 3 hết tiêu rồi thì mình nó nổ xong còn cũng có được thêm nhiều lợi tức như là có thể thêm vàng, thêm trang bị nữa cho mình ha. Rồi ông này thêm một kích cỡ luôn là ông cũng 4 chép nè ở level 3. Cái sàn này là nó cho một cái gói trang bị thêm về này giống như đồ ôm xưa đó nè. Đấu sĩ nữa hả? Rồi, dứt đi. Tại vì mình đang có hết tiêu nên mình không chấp nhận thương đau cũng không. Đáng lẽ ra là mình phải bán hết tướng đi. Để ráng cố gắng tích cho nó lên 100 tiền càng sớm càng tốt anh em ha. Lấy cái lỗi này thì chịu khó như vậy. Nhưng mà mình đang lấy cái lợi thế giờ hết tiêu để mà mình đánh á. Nên thôi mình dứt như thế này luôn. Rồi ok. Mình... lên luôn con set anh em ơi, lên còn có set 2 rồi mình lắp đồ cho nó luôn. Thì thứ nhất cái này á, là mình cố gắng mình đép được nhiều thì càng tốt ha. Trời ơi, bà chỉ cái bà bán kìa. Có thêm vàng nữa là bà bán thôi dữ dữ. Bào tiền nữa nhé. Quá ghê. Rồi. Bán đi để mình tích 60 tiền luôn. Bỏ con vest vô. Kích hoạt đao phủ chung với con Samira nè. Ông kia đánh gì vậy? Cuồng nhiệt hả? Ui. Thua bao nhiêu? Con nữa. Ui, thua 3 con luôn ta. Căng. Rồi, ở round 2.7 mình có 70 tiền. Sau cái bãi này thử coi. Một. Ồ, vàng, đồ vàng kia. Ui. Bán đi luôn. Mình cứ nghĩ là nó sẽ ra thìa nha. Thìa để mình đánh 7 hết tiêu sớm á. Thôi. Đợi xíu. Game này có khả năng cao mình sẽ đánh ở level 9 hoặc level 10 anh em ơi. Tại vì nó có cái lợi tức sớm như thế này. Sau round này là mình lên 100 vàng rồi. Ô, win luôn à. Ông này ông level 6 hơn mình mà mình win luôn kìa. Lộ diện điểm yếu mà. Áo tròn cũng đẹp nhưng mà thôi. Mình lấy cái nấm rõ đối thủ này nó lợi hại hơn. Đây. Bỏ vô kích hoạt 5 hết tiêu nha anh em. Chắc chuyển đồ qua cho con Ariel đi ha. Rồi 100 vàng. Ở round 3.2 anh em ơi. Rồi bây giờ mỗi game mình sẽ có khoảng tầm 18-19 tiền nữa là đẹp. Ún. Đó. Ui, bây giờ mà quýnh được thêm cái chuỗi thắng nữa nha anh em ơi, đẹp ghê luôn á. Đúng không? Lên nó thì bây giờ mình cứ dùng vàng mà mình up cấp thôi anh em. Nó 16 tiền game sau mình nổ hũ rồi nè. Bây giờ ông này ghê nè nha. Con rắc nữa kìa. Ôi má ơi, thua gì mà 6 con dữ. Đồ đạc game này hơi xấu rồi anh em ơi. Mà lấy cung mày quá còn gì đây. Ui, một trang bị thành phẩm. Thôi game sau mình up lên 7 tiếp. Cứ vậy thôi, mình đang cố gắng giữ lợi tức 100 mà mình vẫn còn 64 máu lận anh em ơi, không sao hết nha. Ráng cố gắng và mình up lên 7 hit tiêu sớm xíu để cho nó nổ hũ to anh em ơi. Ui, cứ thua mà 4 chép, 5 chép như thế này là căng lắm á. Rồi, lấy Sina bỏ vô kích hoạt 2 liên xạ và 2 Suram luôn. Ô, tăng cơ chính của mình hiện tại đang là con set này với 2 cái trang bị tăng luôn á. Ui, gặp bà Zinx kìa. Ui, bà lấy thêm cái lỗi sau là cái lỗi cộng thêm công kích nữa. Mình có nắm rõ đối thủ là chung hệ những cái hệ mà mình kích hoạt nó sẽ gây thêm sát thương ha. Sô Jin nè.
được cái Sojin nè. Lấy luôn. Bỏ cái Sojin cho Drill luôn là đẹp. Cái này là nó ra skill liên tục luôn á anh em. Drill mà có đánh nhanh như thế này, có hồi phục, rồi có Sojin nữa là nó sẽ ra skill liên tục á. Đó thấy không? Bạn bè phương xa hả? Nộp hộ pháp lợi kiếm hả? Hình nộm đi. Hình nộm hay hơn. Đó anh em. Thấy chưa? Level 8 ở round 4.2 rồi. Bây giờ mình có thể xả vàng lên level 9 sớm vẫn được, nhưng mà bị thọt vàng ha. Cho nên mình đợi tí đi. Mình đang cũng còn 54 máu lận. Để mà nó xuống cái ngưỡng máu thấp xíu là mình sẽ xả luôn anh em ha. Ôi vừa mới nói không thua thiệt anh em ơi, còn 40 máu thôi. Ê, nó mấy cái hũ cùi quá. Tại vì biết sao không? Mình đang hơi thiếu đam anh em ơi. Hàng trên mình tăng tính ra là 4 con. Không có đam bao nhiêu hết. Ui, ui gặp thêm ông Jack này nữa. Chắc rau sau phải xả vàng lên 9 thôi anh em ơi. Lên 9 mình sẽ bán đi con Kasante đang có cái lõi, cầm cái lõi kia nha. Này Lucian. Rồi lên 9 đi. Rồi kiếm nè, kiếm nè. Kiếm nè. Adrian, ui Adrian nhưng mà nó không phải là lõi hostile nha anh em. Đấy rồi Ken. Ngon anh em ơi. Bỏ vô này. Đó, blue nè. À mình quên bán đi con Jack đi là đẹp ha anh em ha. Thay con Lucian vào cũng được. Kiếm thêm một cái tay to mặt lớn nữa, kích cho con Adriel nữa luôn. Hoặc là thêm một thánh ra dẻ nữa cũng được. Để cho nó kích hoạt 3 thánh ra dẻ. Ây cha, ui đùa ơi. Afe bán kìa. Afe bán như điện giật vậy. Rồi Adriel auto lên 2. Vệ binh. Thấy chưa? Ông này cái gì vậy? Bà lít 3 sao. Gớm vậy. Bao nhiêu ADM rồi? 1, 2, 3. Bà lít 3. Adriel thông đi. Adriel thông. Thua rồi. Thua ông ta. Thua. Ôi bắn kìa. Lít mấy cái hai đồ mà bắn chiến gớm không? À, con Ken nó ra sớm như thế này á, mình lắp đồ cho nó chuẩn tới là tí nó bào vàng anh em ha. Rồi gậy quá khổ nè. Từ từ mình đập ra nó mà ra giọt nước mắt là đẹp hơn. Thôi bỏ vô nó gan bảo thạch rồi anh em à. Ấy cha, kiếm này. Ồ, hai con rồi. Hai con hai sao, còn một con nữa. Ba con Adriel nữa thôi anh em. Đó, còn kèm nó xoáy nè. Đúng rồi, bào vàng đi. Mình đang thiếu gì ta? Da siêu quẩy hả? Ồ, một slot. Ngon cơm luôn. Bỏ con đi mau vô. Kính nhắm đi. Đây. À, thầy thôi mặt lớn. Ghê thiệt. Đó, đúng rồi. Nếu mà con Ken nó làm tốt á, mỗi game mình kiếm khoảng 15 vàng là ok luôn á anh em. Con Ken nó mà làm tốt nhiệm vụ của nó đó. Rồi lên Lucian 2 luôn. Ồ, một con Adriel nữa anh em. Không ra. Một cái Adriel nữa thôi. Đúng rồi, bao vàng đi Ken. Có một cục kìa. 5 10 không? Có 10 không? 10 15. Có 15 à.
Thôi đó được 15 vàng hay chưa, Ken làm tốt là mỗi game có 15 tiền liền anh em. Tích xíu là mình lên đủ level 9, level 10 liền. Rồi lấy cái ấn hết tiêu đi, nó bị mất cái mình lấy đẹp luôn là mình sẽ lấy cái huyết kiếm luôn. Rồi auto con auto cho con Ezreal lên rồi. Ezreal mà lên 3 là đẹp rồi nè anh em. Mình sẽ bỏ vào tay to mặt lớn để cho Ezreal nó thêm đam ha. Ủa Ken, cứ con game nó nhiệm vụ của nó là cứ xoáy ra vàng cho mình là ok à. Nhiệm vụ của nó vậy thôi, cứ game cho mình 3 con là đẹp. Rồi, mình bỏ vào kích hoạt lại. Ba thánh ra gì á nè. Ây da. Bà lết nè, xoáy. Đi rồi. Thôi, thêm cái hũ to nữa anh em ơi. Được 56 tiền rồi anh em. Đọc phát hơn đây. Ngon luôn. Đó, cái này bỏ Lucian bắn thôi với như cái máy. Ôi, kiếm súng cho Lucian luôn. Rao sau chắc mình lên level 10 luôn anh em, chơi cho nó đẹp. Ây cha, ông này thì ra ông này là Vigo 3 đúng không? Vigo 3 đánh không lại mình rồi. Lên 10 luôn. Kiếm. Ôi, kiếm con tướng được 5 tiền 3 sao không đây? Trời ơi, giết hả? Ôi, mình có giết 3 rồi. Bây giờ mà nó không, bây giờ nó ra Lucian thì có khả năng cao là mình bán con Ken mình chơi Lucian luôn anh em ơi. Trời ơi, nó 3 vàng kìa. Mười mấy vàng. Ồ, không được anh em ơi, không có Lucian rồi. Ai chà. Ồ, ông kia ông gặp bóng ông này chắc có thể ông thua luôn rồi. Có khi game cuối luôn rồi anh em ơi. Vigo làm được cái gì không? Trời má ơi, Ezreal bắn kìa. Vigo không làm được rồi. Đi luôn rồi anh em ơi. Rồi, thôi cũng cảm ơn anh em đã theo dõi đến hết video nha. Hãy ủng hộ một đăng ký kênh.